Xin chào cả nhà, chúc cả nhà ngày mới thật nhiều niềm vui và sức khỏe. Hôm nay mấy anh em mình nhận lệnh là sơn lại bộ ghế này. Bộ ghế này đã sơn rồi, nhưng mà giờ khách mua người ta muốn chỉnh màu lại và sơn bóng hơn, cho nên phải sơn lại bóng khác, xả bóng cũ ra sơn bóng mới. Cả nhà xem video coi quy trình làm việc của anh em mình nha, cách mình sơn lại bộ ghế như thế nào đối với bộ ghế đã sơn hoàn thiện. Rồi mới ăn cơm xong, giờ đang nghỉ chút xíu, sẵn này mình review trước đi, review cho các bạn coi cận cảnh bộ ghế, rồi một hồi mình sẽ quay cái quy trình làm việc sau. Đây là bộ ghế gỗ bên toàn bộ 100%, chạm cái này thuộc vào hạng cực VIP nha các bạn. Chạm chút chạm nhóc hết trơn, con nào con đó, rồng phụng kỳ lăng, nói chung là đầy đủ, mà chạm chi tiết nhỏ nhiều lắm luôn. Bộ ghế này mặt nó không có dày, mà được cái là nó chạm rất là kinh luôn, nên nó có giá trị lắm. Bộ này thì đẹp nhưng mà lau thì lau không nổi đâu cả nhà ơi, cực lắm luôn. Đưa vô mình lau là mình sẹt vài cái là rồi, chứ các bạn ngồi mà học kẻ mấy con này học không nổi đâu. Quay chi tiết thì nhìn nó thấy rõ, chứ tầng xa nhìn lại nhìn nó không có rõ mấy cái chi tiết nhỏ đâu, chỉ thấy cái dáng nó bự vậy thôi à. Cái này gọi là mặt bao lam nha cả nhà, không phải là mặt liền giống như mấy bộ ghế mình từng quay lúc trước. Bộ này gọi là rồng phùn, tai phùn ga đó, còn nghe đỉnh. Bộ này giá nó cũng tầm 150 nha cả nhà, 10 món, một ghế lớn, một bàn lớn, 4 ghế lẻ và 4 đôn, 2 đôn thấp và 2 đôn cao. Bộ này là bộ chạm nhiều nhất của cửa hàng ở thời điểm hiện tại luôn á. Tay đặt nguyên khối, nghe đặt. Này tay nó không có lớn, nhưng mà làm dạng khuỳnh và thấy nó gồ hơn. Bộ này nó nặng lắm nè cả nhà, nhưng mà nói gì thôi chứ không nặng bằng mấy bộ mặt liền đâu. Nó cũng nặng đấy, nhưng mà không bằng mấy bộ mặt liền. Mấy bộ mặt liền thì nó nặng hơn nhiều. Ý là mới xả xước ngang chứ chưa có sơn đó, mà nhìn nó còn bóng. Một hồi cái em kia nó sơn là nhìn cực kỳ đẹp luôn nha cả nhà. Đây cái bàn nó đây, cực kỳ không, chạm nhiều kinh luôn, chạm rất là nhiều, rất là đẹp. Những người mà người ta thích chạm kiểu cọ nhiều, gặp bộ này là mê liền luôn. Đấy mặt bàn, đấy mặt bàn này bự lắm nha. Cái này gọi là chạm tứ linh, long lăng quy phụng. Đấy, đẹp cực kỳ không? Thì nó sơn lại, chỉnh màu lại nữa là nó còn đẹp nữa. Nhìn là khỏi chê luôn á cả nhà ơi, phái liền, rất là đẹp. Cái này thì dễ lau nè, có chạm như mấy cái tựa ghế thì nãy thì hơi khó lau, chứ chạm này dễ lau lắm. Nhìn từng chi tiết thấy nó đẹp lắm luôn á.
Dạ thấy không? Sẵn giới thiệu cho cả nhà cách pha bóng bên anh em mình luôn. Hiện tại đứa em của mình đang pha bóng, cũng là hở chính luôn nha cả nhà, hở chính của cửa hàng luôn á. Bóng hôm nay mình sẽ bắn với tỷ lệ là bóng sáng 70, bóng mờ 30. Và tỷ lệ pha bóng tiêu chuẩn nó là 3-2-1. 2 bóng 1 cứng với 3 xăng. Bóng này bao gồm nó có nhiều loại bóng lắm nha cả nhà. Nhìn bộ ghế vô vậy mình chưa biết chính xác là bộ ghế nào, nhìn kỹ thực tế ngoài mới biết là pha bóng như thế nào. Có khi bóng sáng, có khi bóng mờ, M50, M75, M100. Rồi sáng với mờ pha trộn nhau lại ra một loại bóng khác nữa. Đây là hở chính đang pha đó. Chứ mình pha vô một cái là mấy bạn khỏi nhìn luôn, không biết là bóng gì luôn. Bóng cứng với xăng pha xong rồi mới đầu còn nhiều bước để sơn lắm cả nhà. Nãy giờ thì chà được mấy cái ghế rồi rửa rồi để khô. Gọn này giờ đang pha bóng để tiến hành bắn. Em nào bắn bắn, em nào chà chà, em nào rửa rửa, có nhiều công đoạn lắm. Bắn bóng này một bộ ghế mà để bắn bóng hoàn chỉnh nó tới mấy tiếng lần cả nhà ơi. Mình quay đây thì quay chích đoạn cho cả nhà dễ theo dõi, chứ thật ra quay xuyên suốt vậy cũng không nổi nữa, nó rất là lâu luôn. Là một bộ ghế đâu phải là đơn giản đâu, cực kỳ tốn công. Cái bình trắng đó là xăng nha cả nhà, xăng này là xăng Nhật. Anh em trong nghề coi thì cũng biết rồi, có những bạn chưa biết thì mình giới thiệu thêm thôi, chứ những bạn trong nghề thì nhìn quá đơn giản. Bộ ghế lớn này mà 10 món mà chạm nhiều cái này nó bắn rất là hao luôn á. Bóng với xăng tính ra là không có rẻ đâu cả nhà, mắc lắm á. Này không tính tiền công, tính tiền bóng thôi là nó rất là mắc à. Hôm nay sẵn có dịp bắn bóng mà quay cho cả nhà coi luôn. Chứ tụi mình cũng có rảnh gì lắm, tại vừa làm vừa quay nó cực lắm cả nhà ơi. Cả nhà xem video nhớ like, share giùm mình nha. Nhấn nút đăng ký với nút chuông kế bên luôn. Mình cảm ơn cả nhà rất nhiều á. Quậy cho nó đều lên thì mới sơn được. Cực kỳ không? Rồi gần xong rồi đó cả nhà. Trước mắt là quậy một lon lớn, còn khi nào bắn đủ thiếu mình mới quậy nữa. Chứ chúng ta không nên quậy quá nhiều, nhiều quá nhiều khi nó dư. Mà bóng này quậy xong để lâu không được cả nhà, sẽ đông lại giữa hư hết. Rồi ok, đạt tiêu chuẩn. Có hai cái ghế lẻ đã chà rồi và rửa rồi, giờ đang xịt nước cho nó ướt cái nền đừng có bụi để sơn. Còn phần còn lại bên kia thì đang tiến hành rửa, còn mới trong chưa làm xong thì tiếp tục chà. Đấy, công đoạn nó gì đây cả nhà, xả nhám xong rồi đi rửa xà bông, rửa xà bông rồi cho khô bắt đầu sơn. Sơn cũng có nhiều công đoạn nhỏ trong đó nữa nha cả nhà.
Cái này đang là bước đầu tiên, chính là áo một lớp bóng ngang, áo mỏng một lớp bóng ngang cho nó gút sơ vô. Sau rồi chúng ta sẽ chỉnh màu. Chỉnh màu xong rồi sẽ chụp một nước bóng hoàn thiện lên. Như vậy là hoàn thành. Rồi giờ chỉ áo sang một nước cho nó điều cây lại, điều màu lại, để chúng ta chỉnh màu cho nó đẹp, cho nó gút đều, không phải chỗ gút chỗ không. Đó, chỉnh từng chỗ chỉnh sơ ngang thôi chứ không cần dày. Ngoài bắn bóng mới gọi là dày, còn này chỉnh màu là chỉnh sơ thôi. Cái này thấy chưa? Chỉnh sơ ngang một nước mỏng vậy thôi. Đây là bước chỉnh màu. Chỉnh màu cho đều lại. Có chỗ cần thiết thì chúng ta sẽ dùng cọ. Có chỗ thì chỉnh bằng máy. Chỉnh đều hết cho nó đều màu của bộ ghế lại. Này bộ ghế tự nhiên thì nó có chỗ đậm chỗ lợt thì heo cây, còn chỗ dặm màu chỗ không nữa, mình phải chỉnh đều lại hết. Chỗ này đang bắn bóng cả nhà. Đấy, đang bắn bóng, lúc này sẽ bắn nhiều hơn, bắn nhiều hơn, mạnh hơn, dày hơn. Thì bộ ghế nó bóng bẫy lên. Đây. Cái hơi nước ra nhiều hơn và cái hơi thấy ra mạnh hơn. Đó là bóng bóng. Này mình đang chỉnh màu nha cả nhà. Chỉnh màu nhỏ nhỏ, những đất nhỏ nhỏ thì chỉ cần chỉnh màu bằng cọ được rồi, không phải cần dùng máy. Những cái lớn lớn dùng máy giờ chỉ bằng cọ thôi. Còn đây là đang bắn bóng. Bắn bóng này là bắn bóng phủ, bắn hoàn thiện cho nên bắn rất là dày và bắn hơi mạnh hơn nha các bạn. Đấy, bắn bóng rất là dày. Như vậy thì nó mới che được mấy đường nhám mà mình chà, độ màu lên mới có và nó bóng đẹp. Thì thịt giống như là bóng kiến vậy thôi. Còn bắn mỏng quá thì nó sẽ thấy mấy cái sớ sọc của cây lúc mà khi mình xả. Còn bắn dày lên thì nó một đẹp, còn hai là bảo vệ tốt cho cây, ba là nó che hết mấy cái lớp nhám chà. Rất là chi tiết, bắn rất là khéo tay. Tặng một like cho anh thợ giỏi này nha. Mình bắn là thấy gớm luôn. Còn em này bắn rất là đẹp. Cái bàn ra sáng cực kỳ đẹp không? Quá đẹp nha. Đang bắn mấy cái đôm cả nhà. Bắn 4 cái đôm nữa là xong rồi. Nãy giờ bắn cũng lâu lắm rồi đó các bạn ơi. Mình quay chích đoạn chứ thật sự nó bắn nãy giờ lâu lắm rồi. Bộ ghế này bắn rất là cực, tại vì tới 10 món mà chạm rất là công phu luôn. Bắn sơ sơ thì nó không có đều, không có đẹp.
Bộ ghế đã sơn gần xong rồi, chỉ còn một vài món nữa là xong. Đây, rất là bóng bẩy, dưới ánh đèn thì nó rất là đẹp nha. Nó cái là nó hơi tối xíu, tại trong đây nó hơi tối không bằng ở ngoài. Giờ trời này cũng gần tối rồi cả nhà. Rồi, video mình đã dài rồi, cảm ơn cả nhà đã xem video nha. Nhớ like, share và nhấn đăng ký giùm mình. Rồi, chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. Tạm biệt.